Dân chuyên Bullet Journal sẽ hợp cạ với những loại ruột giấy A5 nào? Cùng Ga Long điểm danh ngay nhé. 1. Ruột Caro 5x5 định lượng 120 GSM, chất giấy chống thấm nhầy tuyệt đối, cùng các ô Caro 5x5 cho phép bạn thoải mái trang trí, sáng tạo nhiều layout bằng các loại bút mực gốc nước. Item này là lựa chọn quốc dân của những ai mê làm buzo, luyện calligraphy hay vẽ doodle. 2. Ruột Dotwit định lượng 120 GSM, một option siêu lý tưởng cho bạn nếu thích vẽ vời và mê mẩn những hình vẽ doodle xinh xắn. Lưới chấm cách đều giúp bạn dễ dàng vẽ hình, nối điểm chính xác. Bạn cứ yên tâm sử dụng bút brush hay highlighter mà không lo thấm nhòe nha. Chất giấy Improve 120 GSM nhà Ga Long còn có thêm một ưu điểm nữa, đó chính là đem đến trải nghiệm viết êm tay, đưa bút mượt mà. 3. Ruột Caro 6x6 nét đứt định lượng 100 GSM, chất giấy được cải tiến giúp mực khô nhanh hơn mà vẫn chống thấm nhòe cơ bản. Đường kẻ nét đứt thoáng đãng, tạo cảm giác dễ chịu cho trang Bullet Journal. Đây là lựa chọn rất hợp với những ai vừa làm buzo, vừa kết hợp làm sổ tay thông thường. 4. Ruột Caro 6x6 5 màu, chất giấy 100 GSM là vừa đủ để bạn vô tư sử dụng các loại bút mực gốc nước nhạt màu. Bạn sẽ lựa chọn loại ruột giấy nào cho hành trình Bullet Journal của mình? Vào tiếp xúc số của Ga Long để sắm ngay nhé!